Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chậm. Ủy ban Nhân dân huyện Khói Châu yêu cầu trường tiểu học Đông Kết trả lại một số khoản thu sai quy định cho phụ huynh học sinh. Tiêu hủy trên 37.000 sản phẩm hàng hóa bị tịch thu. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội với 1.100 đại biểu chính thức. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam có 13 đại biểu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản tặng hoa chúc mừng các đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự đại hội cần chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tuân thủ đúng quy chế, quy định của đại hội, nghiên cứu kỹ văn kiện đại hội, tích cực tham gia đóng góp những ý kiến cho báo cáo chính trị, góp phần vào thành công của đại hội. Với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn các đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tiêu biểu về trí tuệ, trình độ, năng lực thực tiễn công tác, có tư duy đổi mới để bầu vào Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với hai bà mẹ đã qua đời ở huyện Yên Mỹ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Lê Huy trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân của các mẹ Phan Thị Diệu ở xã Thanh Long và Trịnh Thị Vụ ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, có 229 mẹ được trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện hai mẹ đang còn sống, được các cơ quan tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng tỏ lòng tri ân những đóng góp hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí đề nghị huyện và các địa phương trong huyện tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sáng nay, huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, công tác quân sự quốc phòng địa phương của huyện Phù Cừ đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, nổi bật là đã giao đủ 171 tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. 100% số cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác chính sách hậu phương quân đội được chú trọng thực hiện. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm cho 8 xã và diễn tập quốc phòng an ninh. Năm 2024, huyện Phù Cừ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng địa phương, tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Huyện Phù Cừ vừa tổ chức chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các cá nhân, hộ gia đình ở xã Đoàn Đào có đất nông nghiệp bị thu hồi để phục vụ xây dựng dự án đường Tân Phúc - Võng Phàn. Tổng diện tích đất thu hồi tại xã Đoàn Đào phục vụ dự án là trên 9 hectare, trong đó diện tích đất lúa trên 6 hectare của 71 hộ dân với tổng số tiền đền bù gần 20 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Phù Cừ đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 123 hộ dân có diện tích lúa bị thu hồi của hai xã Đoàn Đào và Minh Hoàng với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. Đồng thời, hoàn thành việc công bố quy hoạch dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư của hai xã Đoàn Đào và Đỉnh Cao với tổng diện tích gần 20 ha phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phàn. Do chưa thể di chuyển đường điện trung thế nên đến nay dự án DT387 qua địa bàn thị xã Mỹ Hào mới hoàn thành được 24% kế hoạch, chậm so với kế hoạch và làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.
Theo kế hoạch phân kỳ của dự án đường DT387, trong năm nay thị xã Mỹ Hào phải hoàn thành nốt khối lượng còn lại với tổng nguồn vốn là trên 41 tỷ đồng. Đến nay khối lượng quyết toán công trình mới được 10 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch. Nguyên nhân là do chưa di chuyển được hệ thống cột điện trung thế và hạ thế cắt qua dự án khiến cho dự án chậm tiến độ. Ngoài ra, diện tích nhà ở và đất của hộ ông Vũ Đình Đệ, thôn Lê Xá, xã Dương Quang nằm trong phạm vi của dự án đến nay cũng chưa hoàn thành. Dự án xây dựng đường DT387 có chiều dài 11,7 km, trong đó đoạn đi qua thị xã Mỹ Hào có chiều dài là 8,6 km và huyện Ân Thi là 3,1 km. Dự án được thi công từ năm 2017 với tổng nguồn vốn là 209 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023, do đó đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào và ngành điện cần phối hợp để giải phóng mặt bằng hệ thống đường điện, đảm bảo tiến độ dự án. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang có khoảng 78.000 công nhân đang làm việc, trong đó có khoảng 31.000 lao động là người ngoại tỉnh. Vì vậy, nhu cầu nhà ở cho người lao động là rất cao. Và trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về những mong mỏi của người lao động về nhà ở xã hội, cũng như kiến nghị đề xuất của cấp chính quyền cơ sở về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất chậm. Công ty cổ phần Yên Sơn, đơn vị được giao thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hòa, có bố trí quỹ đất gần 0,8 ha dành để xây dựng 280 căn hộ nhà ở xã hội. Mặc dù khu đất để xây dựng nhà ở xã hội đã được Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào bàn giao mặt bằng hơn một năm nay, song đến nay chủ đầu tư dự án vẫn chưa triển khai. Chủ đầu tư thì nói chung không quyết liệt về cái nhà ở xã hội, hiệu quả không cao trong cái giai đoạn khó khăn, thì dẫn đến việc là chưa có quyết định rõ ràng. Cái nhu cầu của thị trường bây giờ, người dân họ cái sức mua cũng thấp và tỷ lệ thất nghiệp nó cũng tăng. Chính vì vậy nên là cái việc mà ra hàng vào thời điểm nào rồi nó có hiệu quả hay không thì đấy là cái việc mà ban lãnh đạo công ty cũng đang rất là đắn đo cân nhắc. Với công ty cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc, đơn vị được tỉnh giao 2,4 ha đất để xây 6 tòa nhà ở xã hội với 1.144 căn hộ. Công ty mới hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022 là 3 tòa với 649 căn, 3 tòa còn lại mới đang xây dựng phần móng. Hiện nay thì nhà nước thì cũng đang có cái nguồn vốn liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên mà qua thực tế mà khi mà triển khai gần như là cái nguồn vốn đó các doanh nghiệp gần như không tiếp cận được. Xét về tính hiệu quả đầu tư ấy thì một là cái trượt giá vật tư hiện nay đã là 18%, trong khi đó mà khi mà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội này thì cái lợi nhuận là bị khống chế là tôi đã không quá 10%. Thế thì nhìn một cái bài toán mà như thế thì là đã biết rằng là công ty đã bị âm mất 8% ở đây rồi. Đề nghị sở xây dựng đương nhiên là tạo điều kiện để cho công ty là để thẩm định lại cái dự toán của 3 tòa chung cư còn lại để xác định lại cái giá bán. Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối được tỉnh giao thực hiện dự án khu nhà ở cho công nhân và dịch vụ khu công nghiệp dệt may Phố Nối từ năm 2007. Năm 2019, dự án này đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đến nay dự án vẫn nằm trên bản vẽ. Về cái phát triển nhà xã hội thì công ty chúng tôi thì không có nhiều kinh nghiệm, mà thực ra nói thẳng là không có kinh nghiệm. Chính vì thế thì chúng tôi có công văn 243 đề xuất với tỉnh và sở xây dựng là hướng dẫn để thực hiện cái việc này. Cái tâm lý chung của các ông chủ là cái hiệu quả đầu tư là cái là quan trọng. Dự án xây dựng hạ tầng tổng thể khu chung cư đô thị Phố Nối do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Yên làm chủ đầu tư, có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội là 0,7 ha với 350 căn hộ. Đến nay dự án này mới được chấp nhận phương án kiến trúc. Bởi vì công ty đầu tư xây dựng Hưng Yên là về thực chất là về nghĩa là yếu về cái lĩnh vực về xây dựng, thì cũng mong muốn là các lãnh đạo là hướng dẫn và làm rõ cho công ty một số cái nội dung như là trình tự các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ pháp lý như là chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề khác liên quan. Mục tiêu Nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đặt ra đến năm 2025 là giải quyết khoảng 50% số công nhân người lao động có nhu cầu về nhà ở tại khu công nghiệp,
có nhà ở tương ứng khoảng 59.000 người. Số lượng căn hộ cần đáp ứng khoảng 17.000 căn hộ. Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 1.888 căn hộ hoàn thành, đạt trên 10% mục tiêu của nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu vừa có công văn số 1170 ngày 17 tháng 11 năm 2023 trả lời đơn kiến nghị của công dân về thu chi không đúng quy định tại trường tiểu học Đông Kết, yêu cầu nhà trường phải trả lại hơn 100 triệu đồng cho phụ huynh học sinh sau khi đoàn kiểm tra vào cuộc. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu đã chỉ ra hàng loạt vấn đề thu chi của trường tiểu học Đông Kết. Cụ thể, năm học 2022-2023, trường tiểu học Đông Kết thu hàng chục triệu đồng tiền học bạ, tiền hỗ trợ tin học, tiền xã hội hóa với mức cao bằng, tiền mua túi đựng học bạ, tiền chăm sóc hoa, tiền giấy thi, v.v. Việc thu chi bỏ qua hạch toán sổ sách kế toán, đặc biệt là việc ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các khối dạy bồi dưỡng ôn tập cho học sinh năm học mới trong tháng 8 năm 2022. Sau đó, thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền của học sinh khối lớp 1 là 400.000 đồng một học sinh, khối lớp 2, 3, 4, 5 thu 300.000 đồng một học sinh và trích nộp về quỹ nhà trường 20% tổng số thu. Không chỉ hoạt động thu chi không rõ ràng, trường tiểu học Đông Kết còn báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu khi đưa ra thông tin không đúng về hoạt động trải nghiệm do trường tổ chức. Nhiều năm qua, hiệu trưởng nhà trường còn ký hợp đồng với một công ty hợp tác giảng dạy tiếng Anh cho học sinh khối lớp 1, 2 và thỏa thuận với công ty này phải trích lại 20% tổng số học phí thu từ học sinh trả cho giáo viên nhà trường tham gia giảng dạy. Trong 4 năm học, từ 2016 đến 2019, trường này thu của học sinh trả cho công ty số tiền hơn 610 triệu đồng. Phía công ty tiếng Anh trích lại nhà trường 20% như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, số tiền này không được hiệu trưởng nhà trường vào sổ sách. Nhà trường là sẽ tự kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân liên quan, ví dụ như là đồng chí hiệu trưởng, đồng chí phó hiệu trưởng, các đồng chí thủ quỹ, kế toán, phòng nội vụ sẽ chủ trì với phối hợp với lại phòng tài chính kế hoạch, phòng giáo dục và ủy ban xã Đông Kết tham mưu ủy ban huyện là thành lập hội đồng kỷ luật. Trường tiểu học Đông Kết thì sẽ hoàn thành kiểm điểm trước ngày 1 tháng 12 năm 2023, còn đối với huyện thì sẽ hoàn thành việc kiểm điểm trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Nhà trường sẽ chủ động khắc phục các cái nội dung liên quan với các cơ quan chuyên môn, ví dụ như phòng tài chính kế hoạch, phòng giáo dục sẽ giám sát việc thực hiện, trên tinh thần đó sẽ báo cáo với lãnh đạo của huyện để có xử lý tiếp theo. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác tình nguyện viên trong chiến lược Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 120 học viên là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ của 10 huyện, thị xã, thành phố. Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Trong năm, các tình nguyện viên kêu gọi hỗ trợ thăm tặng quà các hoàn cảnh khó khăn được trên 3 tỷ đồng. Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai kế hoạch số 186 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai công tác tình nguyện viên trong chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu củng cố phát triển tình nguyện viên cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu cả nước đạt 500.000 tình nguyện viên Chữ thập đỏ hoạt động hiệu quả vào năm 2030. Hướng dẫn về phát triển và quản lý lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2027. Quy chế tình nguyện viên về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Hoạt động tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đội hình tình nguyện viên Chữ thập đỏ, hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động, nhiệm vụ quyền lợi tình nguyện viên, các hình thức tổ chức đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Để tạo điều kiện giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh tích cực triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trước đây do suy nghĩ nông cạn, vi phạm pháp luật nên anh Trịnh Ngọc Tiệp, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động từng vướng vào vòng lao lý. Sau khi mãn hạn tù trở về với cuộc sống đời thường, anh Tiệp quyết tâm bỏ lại quá khứ, bỏ lại những mặc cảm làm lại cuộc đời.
Anh nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Với quy mô trên 18 mẫu, anh trồng các giống nhãn đặc sản, các loại hoa như cúc, huệ, ly đã đem lại thu nhập khá cho gia đình. Mới đây, nhờ công an và chính quyền địa phương giới thiệu, anh được phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Động cho vay 100 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Tôi cũng rất vui mừng có một số người đã tin mình, kết nối cho mình và tạo mọi điều kiện cho mình được cái nguồn vay của chính sách xã hội, cái nguồn vốn để cho những cái người cải tạo tù như tôi để làm lại từ đầu. Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2023. Theo đó, đối tượng vay vốn gồm người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Mức vốn cho vay để đào tạo nghề tối đa là 4 triệu đồng một tháng một người. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tối đa là 100 triệu đồng một người. Còn cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng trên một dự án và không quá 100 triệu đồng trên một người lao động tại cơ sở. Ngay sau khi quyết định số 22 được ban hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, chủ trương chính sách mới của chính phủ. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh có 13 trường hợp chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền giải ngân là 1 tỷ đồng. Phối hợp cùng với cả Ủy ban dân các xã thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác và công an địa phương thực hiện rà soát đối tượng người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn. Trong toàn huyện có một trường hợp được vay vốn với số tiền là 50 triệu. Qua kiểm tra thì hộ vay sử dụng vốn vay là đúng mục đích, tâm lý rất là phấn khởi, yên tâm phát triển kinh tế gia đình. Có thể nói chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù như vòng tay ấm áp để đón những người lầm lỡ trở lại hòa nhập cộng đồng. Họ có thể vay để học nghề, vay để tạo sinh kế, vay để phát triển kinh doanh và khuyến khích các doanh nghiệp đón nhận những người mãn hạn tù và làm việc. Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc loại phải tiêu hủy theo quy định. Hàng hóa tiêu hủy gồm 200 bao thuốc lá điếu hiệu 555, 2.500 kg phân bón NTK, gần 8.000 lọ tinh dầu xả chanh diệt mũi, gần 4.500 vỏ can bằng nhựa, thùng cắt tông, dán nhãn nước rửa chén Tao Ao và Finite, 10 kg tem nhãn ghi nhãn hiệu Tao Ao và Finite và gần 21.000 chiếc bánh trung thu. Tổng giá trị hàng tiêu hủy trên 110 triệu đồng. Các loại hàng hóa trên đều là hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ, được lực lượng quản lý thị trường phát hiện, xử lý, thu giữ sau các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy đúng quy trình quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công nghiệp 11 Urenco 11 ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân tại huyện Khoái Châu được nhận bình chữa cháy thông qua chương trình vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phát động phong trào Nhà tôi có bình chữa cháy do Công an huyện triển khai với sự đồng hành của Hội Doanh nghiệp huyện. Với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng chung tay đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời hướng đến mục tiêu từng nhà, từng khu phố, từng doanh nghiệp, từng xã an toàn trong phòng cháy chữa cháy. Mỗi gia đình nên có ít nhất một bình chữa cháy xách tay. Theo đó, chương trình giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhận bình chữa cháy được tiến hành từ ngày 6 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2023. Tại trụ sở Công an huyện và Công an các xã thị trấn, sau hơn 20 ngày triển khai, đến nay đã có hàng chục công dân mang đến trụ sở Công an giao nộp hàng trăm công cụ, bao gồm như súng tự chế, dùi cui điện, dao kiếm, gậy, tuýp sắt, có gắn dao nhọn và gần 100 viên đạn. Nhận thức của nhân dân về cái vai trò, ý nghĩa, cái tác dụng của việc trang bị một bình chữa cháy đối với mỗi hộ gia đình cũng như công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của người dân được nâng lên rõ rệt. Công an huyện Khoái Châu cũng tiếp tục đề nghị nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng và thực hiện cái chương trình, góp phần làm giảm các vụ án, vụ việc liên quan đến sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.